Hệ bóng tối là cách mà chúng ta vẫn thường gọi Dark Type trong Pokemon, và cũng không ít lần mọi người thắc mắc là tại sao không có hệ ánh sáng để đối lập lại với nó. Để trả lời câu hỏi này thì thật ra cái từ Dark ở đây nó không hẳn nên hiểu là bóng tối đâu. Trong tiếng Nhật, hệ này được gọi là Aku, nghĩa là tà ác. Mặc dù không phải Pokemon nào mang hệ này cũng đều xấu xa. Theo tôi, cái từ chính xác nhất để miêu tả về hệ này là từ đen tối, nhưng đơn giản là nghe nó không lọt tai một tí nào. Cho đến thời điểm tôi làm video này, tổng cộng có 66 Pokemon hệ bóng tối. Và tôi đoán con số này chắc cũng sẽ tăng lên rất là sớm thôi, bởi vì cái bản Pokemon Legend Arceus vẫn chưa giới thiệu con bóng tối nào. Và tôi sẽ rất là buồn nếu như họ công bố ngay sau khi tôi làm xong cái video này. Hệ bóng tối hiện tại đã có kết hợp với 16 trên 17 hệ còn lại, chỉ còn thiếu mỗi song hệ bọ bóng tối là chưa xuất hiện, khiến cho tôi khá là bất ngờ bởi vì tôi cứ nghĩ là nó đã có từ lâu rồi cơ, nhưng hóa ra đấy là một sự nhầm lẫn. Song lại càng khiến cho tôi cảm thấy lo lắng về việc nó sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào và làm cho video này bị cũ siêu nhanh như cái video hệ ma. Những Pokemon của hệ bóng tối thường chúng nó sẽ khá là khác biệt về hành vi. Chúng có thể hơi côn đồ, xảo trá hay có khi là thực sự độc ác không cần che đậy. Đôi khi hệ bóng tối có thể liên hệ đến sự mờ ám, bí ẩn. Và những Pokemon của hệ này cũng đa số hoạt động về đêm hay ở những khu vực tối tăm, cũng dễ hiểu thôi nếu như nghĩ về tính cách của chúng nó. Hệ bóng tối được tạo ra ở Gen 2 với ý đồ là chống lại sự hoành hành của hệ siêu linh ở Gen 1, nên khá dễ hiểu khi chúng nó có thể gây gấp đôi sát thương lên hệ này và cả hệ ma nữa. Ngoài ra thì nó chỉ gây được một nửa sát thương lên hệ tiên, hệ giác đấu và những Pokemon hệ bóng tối khác. Vì hệ này vốn được coi là tà ác, cho nên khá là dễ hiểu khi những thứ được coi là chính nghĩa như hệ giác đấu và hệ tiên có thể khắc chế được nó. Hệ bóng tối nhận gấp đôi sát thương từ hai hệ này, rồi nó cũng sợ cả những đòn tấn công của hệ bọ nữa, vì một lý do nào đấy mà tôi không hiểu. Về mặt kháng thì hệ này kháng được những đòn tấn công của hệ bóng tối và ma, trong khi hoàn toàn miễn nhiễm được với hệ siêu linh. Thêm một chút tiện ích đáng kể nữa là hệ bóng tối cũng có thể miễn nhiễm với tất cả các chiêu thức hiệu ứng đến từ những đối thủ có đặc tính Prankster. Cái hệ này cũng có thể nói là nó không quá chú trọng vào tấn công hay là phòng vệ đơn thuần, mà nó thiên về cái tính đa năng trong hỗ trợ phòng ngự hơn. Những Pokemon huyền thoại của hệ bóng tối, đầu tiên đó là con Yveltal của vùng Kalos, là Pokemon tượng trưng cho cái chết và sự hủy diệt. Ở Galar có dạng vùng miền của chim thần Moltres cùng với một trong hai phong cách chiến đấu của Urshifu, đó là Urshifu nhất kích. Còn về những Pokemon huyền ảo thì chúng ta có Darkrai, ông bá bị của thế giới Pokemon, chuyên tạo ra những cơn ác mộng. Pokemon thần đèn Hoopa, dạng thoát phong ấn cũng mang hệ bóng tối. Và gần đây nhất là Zarut, Pokemon khỉ hung ác mà tôi cũng chẳng hiểu tại sao nó được coi là huyền ảo, thậm chí có cả một đàn chúng nó ở trong phim chứ không phải chỉ có mỗi một con. Về các hội quán và phòng huấn luyện, tôi không rõ là có phải là do kỳ thị hay là gì không mà cho đến tận thế hệ thứ 8 mới có một cái hội quán đầu tiên chuyên về hệ bóng tối ở thành phố Spikemuth. Thậm chí cái gym này còn chẳng được đầu tư kinh phí để xây sân vận động như tất cả các gym khác của vùng Galar, mà phải sử dụng một sân chơi công cộng để chiến đấu. Cho nên đây là cái hội quán duy nhất ở vùng Galar mà Pokemon không thể Dynamax được. Thủ lĩnh của gym này là Pierce, anh ta đứng đầu một nhóm hooligan gọi là Team Yells, chủ yếu là để bảo kê cô em gái Manny trong cuộc hành trình phân đấu trở thành nhà vô địch của Galar. Sau khi Manny thất bại, hiển nhiên rồi, bởi vì người chơi mới là người trở thành nhà vô địch, thì Pierce đã nhường lại vị trí thủ lĩnh hội quán cho em gái mình. Cầm đầu đám tay to mặt lớn trong làng Hắc Ám là Yveltal, Pokemon hủy diệt. Pokemon này thậm chí còn có chữ Evil trong tên của nó. Cơ mà hồi đầu thì tôi lại nghĩ rằng đây là cách viết lái đi của chữ Wyvern. Anyway, con Pokemon này có khả năng hút năng lượng sống của các sinh vật chỉ bằng cách dang rộng đôi cánh của mình. Sau hai thế hệ, nó vẫn khẳng định được sự đáng sợ, đặc biệt là với khả năng counter một trong những Pokemon mạnh nhất meta hiện tại, đó là Calyrex Shadow Rider. Là một Pokemon hệ bóng tối và bay, Yveltal miễn nhiễm với hai hệ là siêu linh và đất, bình thường hóa hai điểm yếu của hệ bóng tối là hệ giác đấu và bọ, trong khi có bốn điểm yếu là hệ băng, hệ đá, hệ điện và hệ tiên. Lối đánh của Yveltal có thể biến hóa từ một Pokemon tấn công mạnh mẽ với sự hỗ trợ của đặc tính Dark Aura, khiến cho những đòn Dark Pulse và Sucker Punch của nó cực kỳ đau đớn. Chiêu thức độc quyền hệ bay của nó là Oblivion Wing, hút đến 75% sát thương gây ra để phục hồi cho bản thân, khiến cho nó vẫn rất là khó chết trong đường build này.
Dĩ nhiên là nó sẽ còn trâu hơn nữa nếu như điều vào vị trí phòng thủ hỗ trợ với chiêu thức phục hồi hữu hiệu hơn là Rus. Có chiêu Defog để phá cảm bẫy trên sàn, có Taunt để phá lũ câu giờ, U-turn để đảo đồng đội ra sân thế chỗ, mà những chiêu Knock Off và Foul Play của nó vẫn cực kỳ là chết chóc. Nói chung đây là con Pokemon tuyệt hảo về cả hai mặt công và thủ. Bây giờ nó lại còn có thêm cặp giày tiện ích để loại bỏ mối lo ngại đến từ Steelrock nữa thì nó có thể tung hoành dễ dàng hơn rất nhiều. Một nhân vật nữa không thể bỏ qua của hệ bóng tối đó là Darkrai. Một phần là bởi vì nếu như bỏ qua chắc chẳng biết bao giờ mới có dịp để đề cập lại nó. Phần kia là bởi vì nó cũng thuộc dạng Pokemon gây ác mộng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Từ trước đến giờ tôi vẫn nghĩ Darkrai chỉ là một Pokemon huyền thoại đơn thuần chứ không phải là huyền ảo. Bởi vì cái con Pokemon đối lập với nó, Cresselia là huyền thoại đơn thuần mà. Tại sao chứ? So với Yveltal thì Darkrai là một con Pokemon công kích mỏng manh hơn nhưng có tốc độ nhanh hơn. Thường thì nó sẽ không thể hiện tốt bằng Yveltal ở đa số trường hợp bởi vì nó sẽ muốn đội bạn phải đang ngủ để phát huy tối đa sức mạnh. Đặc tính Bad Dream sẽ gây sát thương lên các Pokemon đối phương đang ngủ bằng 1/8 tổng sinh lực của chúng mỗi lượt, kiểu như chúng nó vừa ngủ mà vừa bị chúng độc vậy. Darkrai còn có một tuyệt chiêu làm nên tên tuổi đó là Dark Void, chiêu thức dù ngủ duy nhất trên thế giới có khả năng trúng cả hai mục tiêu trong đấu đôi với 80% độ chính xác. Chỉ nghe như vậy thôi cũng có thể tưởng tượng ra độ khủng của nó. Chiêu này cuối cùng thì cũng bị nerf, nhưng không hoàn toàn là do sự bá đạo của con Darkrai mà phần lớn là do con Smeargle có thể sao chép và sử dụng chiêu này trong VGC một cách cực kỳ phá game, ngay cả trong những cái format mà không được sử dụng Pokemon huyền thoại. Vào thế hệ thứ 7, chiêu Dark Void đã bị giảm độ chính xác từ 80% xuống chỉ còn 50%, còn thấp hơn cả Hypnosis và Smeargle cũng không được phép sử dụng chiêu này nữa. Cú nerf này đã làm cho Darkrai rất buồn, nếu như không thể du ngủ đối phương thì nó chẳng là cái gì hết. Và chẳng có mấy ai muốn mạo hiểm với nó nữa. Nhưng có lẽ cũng đã đến lúc nó nên bước xuống sau 3 thế hệ liên tiếp làm mưa làm gió. Thực sự thì cái hệ này cũng không có nhiều trường hợp Pokemon nào quá đặc biệt nổi bật. Nhưng có thể nói qua về gia đình nhà Inkay và Malama. Bởi vì chúng nó có một trong những cách tiến hóa độc nhất vô nhị mà chắc hẳn đến tầm này anh em ai cũng biết cả rồi. Đó là anh em sẽ phải xoay ngược cái máy chơi game lại. Khi mà con Inkay lên level 30 hoặc hơn thì nó mới có thể tiến hóa được. Cái cách tiến hóa này chủ yếu cũng là để quảng cáo cho tính năng mới hồi đấy của máy Nintendo 3DS, đó là cảm biến chuyển động nhờ có thêm một con quay hồi chuyển bên trong máy. Đấy, cũng chỉ có vậy thôi. Cho nên bây giờ cũng chỉ có mỗi gia đình nhà Inkay liên quan đến cái tính năng này. Có thể về sau mấy ông ý lại nghĩ ra thêm một Pokemon mà anh em phải lắc máy để nó tiến hóa chẳng hạn. Ở hệ bóng tối, cái thứ tinh tế nhất nó là các chiêu thức. Hệ này không có những chiêu mà bản thân chúng nó có thể tự gây ra sát thương khủng khiếp mà sẽ phải phụ thuộc vào nhiều điều kiện khác. Ví dụ như chiêu Foul Play, chiêu thức vật lý có sức mạnh là 95 nhưng không sử dụng chỉ số tấn công của chính mình để tính sát thương mà là dùng chỉ số tấn công của mục tiêu, kiểu như là lừa phỉnh cho chúng nó tự đánh nó vậy. Thế cho nên, sát thương của chiêu này nó không hề ổn định và thường chỉ được những Pokemon chuyên thủ sử dụng. Những cái con mà sức tấn công của chúng nó vốn đã cực kỳ thấp, cho nên có sử dụng lên đâu vẫn có thể được gọi là lãi. Đặc biệt là mấy bố nào mà thích múa mày trước mặt bạn thì có lẽ sẽ phải trả giá cực kỳ đắt. Chiêu thức tấn công phổ biến nhất của hệ bóng tối là Knock Off. Chiêu vật lý này có sức mạnh khiêm tốn là 65, nhưng sẽ được nhân gấp rưỡi sức mạnh nếu như đối thủ đang mang theo trang bị, đồng thời loại bỏ trang bị đó. Đây là một hiệu ứng rất mạnh, kiểu như anh em cắt bỏ một tay của đối thủ vậy, lại có rất an toàn khi sử dụng. Bởi vì dù đối thủ có đứng yên chịu đòn hay là đảo Pokemon khác ra thì cũng đều phải hứng chịu hậu quả khôn lường. Và bởi vì cái hiệu ứng này nó lợi hại như thế cho nên chiêu Knock Off được sử dụng ở mọi nơi, mọi nhà. Dù có là một Pokemon tấn công hay là một Pokemon phòng thủ, hỗ trợ, hễ có học được chiêu này thì nó vẫn có thể đe dọa quấy rối đội bạn cực kỳ khó chịu. Còn rất nhiều chiêu thức nữa với điều kiện đặc biệt, ví dụ như là Pursuit sẽ gây gấp đôi sát thương lên đối thủ đang chuẩn bị rút về bóng, sẽ khiến cho những Pokemon siêu linh và ma rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Assurance gây gấp đôi sát thương nếu như mục tiêu đã bị dính sát thương cùng lượt đó. Payback gây gấp đôi sát thương nếu thi triển sau mục tiêu. Power Trip tăng sức mạnh theo số lượng gia tăng chỉ số của bản thân. Cuối cùng là chiêu ưu tiên của hệ bóng tối, có điểm ưu tiên là cộng 1 và sức mạnh lên đến 70, nhưng chỉ có thể thi triển thành công nếu như chiêu thức mà mục tiêu chuẩn bị sử dụng là chiêu tấn công. Có một điều đáng chú ý là chiêu này không phải là một chiêu đấm, mặc dù tên của nó có chữ Punch,
Lý do là vì cái cụm từ Sucker Punch, nghĩa của nó là tấn công bất ngờ, có thể là đấm hay là kể cả chọi đầu cũng được. Tên tiếng Nhật của nó là Fui Uchi, cũng có nghĩa là tấn công bất ngờ, không cần thiết phải là đấm ở đây. Thế cho nên nó không được tăng sát thương bởi đặc tính Iron Fist. Có một điều khá là thú vị, đó là trước khi có sự phân chia vật lý và đặc biệt tùy theo chiêu thức ở thế hệ thứ tư, thì tất cả các chiêu của hệ bóng tối ở thế hệ thứ 2 và thứ 3 đều là chiêu thức tấn công đặc biệt, kể cả khi đấy là những chiêu cắn. Thế nhưng cho đến hiện tại, các chiêu thức của hệ bóng tối hầu như toàn là những chiêu vật lý, chỉ có đâu đấy 4 chiêu đặc biệt, thì một chiêu là độc quyền của Galarian Montres, một chiêu là chỉ có Zoroark và Lunala dùng được, hai chiêu còn lại thì là Darkpulse và Snarl. Có thể thấy, Snarl hiển nhiên là một chiêu để hỗ trợ quấy rối, tận dụng hiệu ứng giảm công đặc biệt của đối thủ là chính, và cũng là một chiêu được sử dụng rất là phổ biến trong PvP. Chiêu cuối cùng còn lại là Darkpulse sẽ là lựa chọn duy nhất của các Pokemon hệ bóng tối chuyên về mảng tấn công đặc biệt. Sức mạnh 80 cũng ok, khá khá, nhưng hiệu ứng đi kèm của nó cũng không thể coi thường, đó là 20% khả năng gây choáng cho đối thủ. Dĩ nhiên là mình phải đánh trước nhé. Các chiêu hỗ trợ của hệ bóng tối cũng đa dạng không kém, thậm chí còn là những chiêu cực kỳ phổ biến và lợi hại. Như là chiêu phá thủ lừng danh Taunt. Chiêu này có tác dụng khóa chiêu thức của mục tiêu cho vòng 3 lượt. Trong 3 lượt này, Pokemon bị ảnh hưởng bởi Taunt sẽ chỉ có thể dùng chiêu thức tấn công mà thôi. Ứng dụng điển hình của cái chiêu này, anh em có thể tưởng tượng ra những Pokemon phòng thủ câu giờ khốn nạn nhất, ví dụ như là Gốc Sapex chẳng hạn. Chúng nó sẽ sử dụng Toxic là một này, sau đấy thì nó sẽ Protect, sẽ Substitute, sẽ hồi máu và nhìn Pokemon của anh em khốn khổ chết dần chết mòn. Nhưng nếu nó bị dính một phát Taunt thì sao? Nó sẽ trở thành một con phế vật trong 3 lượt, chỉ có thể rút về hoặc là chết. Cái chiêu Taunt này đặc biệt có thể dùng xuyên qua Substitute được anh em nhé. Một số trường hợp nữa là với những Pokemon cần phải sử dụng chiêu thức gia tăng chỉ số để chuẩn bị càn quét, những Pokemon có lợi thế về phục hồi, những Pokemon sử dụng Trick Room hay là những Pokemon hỗ trợ quấy rối của đối thủ, chúng ta đều có thể áp dụng chiêu này. Cái chiêu Taunt này cũng không cần thiết phải là Pokemon hỗ trợ mới có thể tận dụng được. Đôi khi những Pokemon tấn công cũng có thể mang theo để tạo áp lực cho đối thủ, ép chúng phải rút về và có cho mình 1-2 lượt miễn phí để có thể set up công thủ. Một chiêu mà tôi rất thích là Parting Shot, là chiêu giảm một bậc tấn công vật lý và đặc biệt của đối phương, rồi Pokemon thi triển sẽ quay trở về bóng cho một đồng đội ra sân. Về các chiêu đổi Pokemon như thế này thì tôi đã có một video phân tích lợi thế của chúng nó rồi, anh em có thể tham khảo trong đường link dưới phần mô tả. Có cả một đường link nữa về bậc chỉ số cho anh em nào chưa rõ nữa nhé. Ok, hầu hết các chiêu thức của hệ bóng tối sẽ biến thành Black Hole Eclipse khi kết hợp với Darkinium Z. Khi Dynamax, các chiêu hệ bóng tối sẽ biến thành Max Darkness, sẽ kèm theo hiệu ứng giảm một bậc thủ đặc biệt của hai đối thủ nếu như đánh chúng. Có hai chiêu G-Max của hệ bóng tối, đó là G-Max Snooze của Gigantamax Grimmsnarl, có khả năng gây buồn ngủ cho cả hai đối phương nếu như đánh chúng. Và chiêu còn lại là G-Max One Blow của Gigantamax Urshifu nhất kích, với đặc điểm là có thể đấm xuyên được Max Card. Và đó đại khái là những gì tôi có thể khái quát về hệ bóng tối. Nếu mà đi sâu vào chi tiết của từng chiêu thức lằng nhằng của cái hệ này thì khéo video còn phải dài gấp đôi cơ. Nhưng nếu như tôi làm đến tầm đấy thì chắc đến cuối năm anh em mới có video để xem. Cho nên là tôi xin phép dừng lại video tổng quan về hệ đen tối ở đây. Cảm ơn anh em đã liên tục ủng hộ tôi. Hãy tham gia fanpage để chúng ta giữ liên lạc, đề phòng những cái trường hợp xui xẻo, cũng như là hóng hớt những buổi livestream ngẫu hứng nơi mà tôi liên tục gặp xui xẻo. Còn bây giờ thì peace.